Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cách làm dưa cải muối chua. Với cách làm này thì mình không có cần phơi nắng và để khoảng là 2 hoặc là 3 ngày là mình cũng có thể dùng được rồi. Cải nó vàng giòn và lên men chua rất là nhanh và cũng rất là tiện lợi và dễ làm. Các bạn xem và thấy thích thì xin mời các bạn vào xem nha. Rồi, để làm được cái dưa cải muối chua thì ở đây mình chuẩn bị là cải sậy. Cải sậy này là ở dưới quê mình hay gọi là cải tàu sậy á các bạn. Thì mỗi vùng nó có cách gọi khác nhau. Mình dùng là 3 kg cải. Các bạn cũng có thể sử dụng nhiều hoặc là ít hơn tùy theo gia đình mình nha. Rồi cái cải này á thì những cái lá già thì mình cắt bớt cái lá thôi. Còn những cái lá non á là mình giữ lại nha. Cái lá non á thì ăn cũng rất là ngon đó. Thì 1 kg cải thì các bạn sử dụng cho mình là 700 hoặc là 800 ml nước. Còn muối và đường thì để chút nữa mình nấu mình sẽ nói cụ thể hơn nha. Các bạn cắt tới cái phần lá non này thôi, còn cái đoạn này mình giữ lại nha. Người ta bán là người ta sử dụng nguyên cả hết cái phần này luôn, người ta không có cắt bỏ cái gì hết á. Ở đây là mình làm để cho gia đình mình dùng, cho nên mình tách ra những cái bè nhỏ để mình rửa cho nó sạch và nó cũng lên men được đều hơn nữa đó. Khi các bạn tách mà tới cái phần lõi bên trong nè, tới cái lõi bên trong thì các bạn chẻ đôi ra. Rồi sau khi mình tách xong hết rồi đó, bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch sẽ lại với nước. Cải mình đã rửa sạch sẽ hết rồi, bây giờ mình sẽ đem cho mình chặn sơ qua với nước nóng. Thường là dưa cải này là ví dụ như là người ta có thời gian là người ta phơi nắng. Phơi nắng thì cải mình nó bảo quản được lâu. Nhưng mà nó có một điều là nó cải mình nó hay bị dai á các bạn. Nó không có được căng láng như là mình chặn sơ qua nước sôi. Các bạn chuẩn bị cho mình là cái nồi nước nè. Rồi cái phần chặn qua nước sôi này cũng rất là quan trọng đó các bạn. Khi mà các bạn đừng có để cái nồi nước sôi mà nó sôi bừng lên nha. Mình thấy những cái bọt khí nó nổi sủi tăm lên như vậy nè. Ở dưới đáy các bạn nó sủi những cái bọt khí ra đó. Lúc này có khoảng là 70 hoặc là 80 độ á các bạn. Mình đừng có chặn hết một lượt, mình chặn khoảng là 4-5 bẹ gì thôi. Khi các bạn cho cải vào thì các bạn cho cái phần đầu vào trước. Rồi mình mới nhặn cái phần lá xuống. Nhặn cho nó ngập cái phần lá là mình vớt nó ra liền. Mình không có chờ cải héo trong lúc này đâu nha, mình vớt ra là tự động nó héo ha, mình không có ngâm nha. Và lúc này thì mình để với mức lửa là cho nó nhỏ xuống, để cái độ nóng nước nó duy trì khoảng là 80 độ C. Mình trụng cải mà chín quá thì cải mình nó bị mềm, nó bị bở ra đó. Cải mà nếu như mình không trụng thì cải mình nó không có vàng đều và nó cũng lâu chua nữa. Rồi lần lượt như vậy các bạn chặn đến khi nào cho nó hết cái phần cải này luôn nha. Chặn cải xong thì các bạn bỏ vô cái rổ cho nó ráo nước. Và mình phải banh banh nó ra nha. Nhưng mà mình để dồn cục vô á, là cái phần này nó còn hơi nóng nhiều á, nó cũng tự động nó chín nữa. Do vậy khi mà chặn xong rồi các bạn bỏ vô cái rổ hoặc là cái manh bao gì đó, cho nó hơi rộng rộng ra cho nó thoát nhiệt bớt đó nha các bạn. Rồi trong thời gian mình chờ đợi cái phần cải cho nó ráo nước á, mình sẽ chuẩn bị cái phần nước muối đường. Mình sử dụng ở đây là 2 lít nước. 1 ký cải là mình sử dụng tương đương là 700 ml nước đó các bạn. Và 40g muối. Muối ở đây thì mình sử dụng là muối hột. Còn nếu như mình không có muối hột thì các bạn cũng có thể là dùng muối bột cũng được đó nha. Và 200g đường cát vàng. Mình bỏ tủ lạnh cho nên nó đông khói lại á. Mình sử dụng đường cát vàng để cho dưa mình nó có cái màu được sáng hơn á. Do là khẩu vị của người miền Tây là thích ăn ngọt nhiều nên mình sử dụng là công thức này nè. Nếu như các bạn không thích ăn ngọt thì cái lượng đường này các bạn cũng có thể giảm lại nha.
Rồi khi mà đường muối nó tan hết rồi đó, các bạn để cho nước nó sôi già lên, cho nó bốc khói lên như vậy nè, rồi mình mới tắt bếp. Và mình cũng chờ cho cái nước này nó nguội thật nguội luôn, rồi mình mới cho vào cải đó. Rồi khi cải để khoảng là 2 hoặc là 3 giờ á, thì mình đem cải ra mình vắt. Cải này mặc dù mình để vài giờ đồng hồ á, nhưng mà cái lượng nước ở trong cái lá nó không có ra hết đâu các bạn. Trong cái lá nó còn cái lượng nước nè các bạn. Còn cái phần khúc bẹ nó không có lá á, thì mình khỏi cần vắt. Cái đoạn trên mình vắt là nó bị rẫy á. Mình vắt xong rồi á, thì mình cắt ra. Rồi để như vậy á, thì mình bỏ vô mình muối luôn cũng được. Còn nếu như mình thích cắt ra thì mình cắt ra. Mình cắt vuông vuông ra từng miếng nhỏ như vậy nè các bạn. Như là cái phần này ấy, thì mình không có cần vắt, mình vũ vũ sơ sơ ra là được rồi. Sau khi cải mình đã vắt nước và mình cắt nhỏ ra rồi nè, bây giờ mình sẽ cho vào cái lọ để mình muối cải. Mình sử dụng là cái hũ bằng nhựa cũng được đó, nhưng mà để tốt cho sức khỏe mình hơn ấy, thì các bạn sử dụng là cái lọ thủy tinh hoặc là cái lọ sành thì nó tốt hơn nha. Khi mà muối vừa cải thì các bạn sử dụng cái lọ phải nó khô ráo và cái phần nắp nó cũng khô luôn. Đó, mình cho vô mình ém chặt xuống như vậy nè. Ở đây mình sử dụng một lọ lớn và một lọ nhỏ. Rồi mình cho cái phần nước muối đường vào đây. Cái phần nước muối đường này lúc này là nó nguội hẳn nha các bạn, nó còn ấm ấm cũng không có được đó. Nó còn ấm là cái phần cải mình nó bị mềm đó nha. 3 kg cải xanh là mình sử dụng là 2 lít nước, là nó còn dư ra một ít rồi các bạn, do là mình cắt bớt cái phần lá đi đó. Còn mà nếu như mình sử dụng nguyên cả bụi mình muối, mình không có bỏ cái gì hết á, thì 1 kg cải là 1 lít nước. Rồi bây giờ mình sử dụng là đôi đũa này nè, mình cắt ra mình đè xuống cho cái phần cải nó nằm hoàn toàn ở dưới nước á. Rồi như vậy là mình đậy nắp lại. Và cái phần này á, là 2 ngày là các bạn cũng có thể là dùng được rồi. Để cho nó chua thanh hơn á, thì các bạn để là 3 ngày. Thì cái độ chua nó tùy thuộc theo cái lượng đường. Nếu như các bạn sử dụng cái lượng đường nhiều hơn là nó chua nhanh hơn. Còn nếu như các bạn mà giảm cái lượng đường lại á, thì cái độ chua nó hơi chậm hơn đó. Các bạn cứ để tự nhiên cho nó lên men chua từ trong đường ra nhé. Cái phần này là 2 ngày các bạn dở các bạn thử được rồi. Mình cứ việc mình dở nắp rồi mình thử không có ảnh hưởng gì đâu nha các bạn. Cái này nó không phải như là cái sữa chua mình dở nắp ra không có được. Phần này mình vô tư mình dở ra nó không có bị hư. Cải mình bây giờ đã để được 2 ngày rưỡi rồi nè các bạn. Mình thấy cái độ chua nó cũng vừa ăn lắm rồi. Bây giờ mình sẽ gấp ra cho các bạn xem nha. Cải vàng ôm luôn, nó bóng nó thẳng ra nè các bạn. Đối với cái phần phơi nắng á, thì bảo quản được lâu hơn, nhưng mà nó thường là nó hay bị nhăn nhăn cái phần cải này đó các bạn. Còn cái phần này á, thì nó thẳng ra nè, cái độ giòn nó rất là giòn luôn. Rồi cái phần này là cái độ chua nó lên rất là nhanh nha các bạn. Ở đây mình muối 2 ngày rưỡi thôi mà cải mình nó vàng ôm như vậy nè, nó rất là đều luôn. Cái này là cái phần lá nè, nó có lên cái màu nó vàng đều lắm. Mình muối cải mà mình tách ra như vậy nè thì nó lên men rất là đều luôn. Trong cái phần lõi bên trong nè, nhất là cái đầu này á các bạn, cái đầu cải này mình dùng ăn cũng ngon lắm á. Rồi để mình dùng thử cái đầu cải này nha. Nó rất là giòn luôn, nó giòn rụm luôn á các bạn, mà cái độ chua nó lại thanh nữa và nó không có bị nồng nữa. Mình mà muối cải chua để cho gia đình mình dùng á thì tốt nhất là các bạn nên tách bẹ ra như vậy nè,
thì cái cải mình nó được chua đều và nó có cái màu vàng đẹp hơn nữa đó. Khi mình để 2 ngày rưỡi hoặc là 3 ngày á là cải mình nó lên men chua rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng vô bọc nha. Các bạn bỏ vô bọc giống mình như vậy nè. Ở đây mình sử dụng hai cái bọc á, mình sợ nó bể thì mình sử dụng hai cái bọc nè. Rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Có nhiều lúc là mình bỏ vô cái hũ sành đó, nó bự quá, mình không có cho vào ngăn mát tủ lạnh được. Cho nên các bạn chia ra nhỏ từng bọc như vậy nè. Khi nào mình ăn á thì mình lấy từng bọc ra mình sử dụng. Nó rất là tiện luôn và nó cũng kiềm lại cái vị chua nữa. Cái phần cải chua này là các bạn để bên ngoài nhiệt độ phòng á, là mình sử dụng tối đa là 10 ngày thôi nha các bạn. Mình sử dụng mà qua 10 ngày là nó chua dữ lắm, là mình ăn không có nổi luôn đó. Còn nếu như mình để trong ngăn mát tủ lạnh đó thì mình sử dụng được trong tháng. Mình bỏ vô bịch như vậy nè, vừa có nước vừa có cải luôn nha. Rồi như vậy là mình vừa chia sẻ xong cách làm dưa cải muối chua rồi đó các bạn. Các bạn xem và thấy thích á thì các bạn cũng có thể là like, rồi để tiện theo dõi những cái video tiếp theo á thì các bạn ấn nút đăng ký kênh để khi mình ra cái video mới á, thì các bạn là người đầu tiên để nhận được cái thông báo và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.